người ta kém biết đến bà Tân lóc gắn với những món ăn siêu to khổng lồ. Cũng chính nhờ đặc điểm nổi bật này mà kênh của bà Tân đã thu về số lượt đăng ký và lượt view tăng cường như vũ bão. Thế nhưng, càng về sau này, kênh của bà Tân lóc lại nhận về những bình luận trái chiều, có cả bình luận chỉ trích, chê bai vì nội dung nhàm chán, quảng cáo quá đà thậm chí gian dối. Mới đây nhất, khi trả lời trên báo chí, con trai bà Tân đã chính thức công bố về sự đổi mới nội dung các clip sau này. Hương chia sẻ, sắp tới mình sẽ không tập trung làm quá nhiều clip siêu to khổng lồ nhiều nữa mà chuyển qua làm các nội dung nấu ăn bình kém thôi. Mình sẽ đổi mới dần dần và đăng xem nội dung thế hệ chứ không đổi mới một cách bỗng ngột. Hơn nữa, mình cũng cần có thời gian để suy nghĩ ra nội dung thế hệ và sáng tạo. Con trai bà Tân từng tuyên bố sẽ không tập trung làm quá nhiều clip siêu to khổng lồ nhiều nữa mà chuyển qua làm các nội dung nấu ăn bình kém. Sau lời tuyên bố trên, rất nhiều khán giả đã chờ đợi xem kênh của hai mẹ con sẽ có sự đổi mới như thế nào. Vào kênh bà Tân lốc, clip ngày 26 tháng 10 của bà Tân đúng là không còn mang tiêu đề siêu to khổng lồ nữa. Cụ thể, trên kênh bà Tân lốc, bà Tân đã làm món gà đắp đất siêu cay. Chính xác là siêu cay chứ không hề có chữ siêu to hay khổng lồ gắn phía sau clip nữa. Clip vào ngày 26 tháng 10 thế hệ đây, bà Tân chuyển sang làm món gà bọc đất siêu cay rất chi bình dị và đời kém. Siêu cay thôi chứ không còn siêu to nữa nhé. Trong clip cách đây 16 giờ, bà Tân có làm clip làm cốc chanh leo siêu to khổng lồ 100 lít to nhất Việt Nam. Nội dung clip này cũng khiến nhiều người yêu thích bởi chi tiết bé dài nhưng hấp dẫn là bà Tân đã thay ống hút nhựa bằng ống hút tre để bảo vệ môi trường. Sau món gà bọc đất siêu cay là món cốc chanh leo siêu to khổng lồ của bà Tân. Có thể thấy, phát ngôn về việc đổi mới dần dần và đang xen nội dung thế hệ trong các clip của bà Tân đang dần được hiện thực hóa. Bà Tân đã khai mạc làm những món ăn bình kém đang xen món siêu to khổng lồ cũ. Hiện hai clip thế hệ này vẫn rất hấp dẫn người xem. Cụ thể, clip làm gà nướng siêu cay hối hả đạt được gần 900k lượt view chỉ sau gần 2 ngày đăng tải, còn clip làm cốc chanh leo khổng lồ đã thu về gần 500k lượt view sau 17 giờ đăng tải.